đôi chim bằng vàng nén. Chiều chiều anh ra bờ sông lấy hộp xoàn ăn câu mực, chẳng phải vỗ ngực khoe khoang chứ nàng này nào ai dám sánh. Chân trâu lắm lắm vàng bạc đầy nhà, nhìn qua là trói mắt. Khỏi cầm bật đèn lên nhà, cái bên cũng sáng, cũng chẳng đáng là bao ghi chữ giàu đã không tả nổi. Vì càng giàu là càng rối, bởi vì anh nghĩ mãi chẳng lối nào ra. Không biết rồi ngày sau cửa rộng nhà cao sẽ giao hết cho ai. Trời đất ơi, nổ quanh cái chợ bà hôm luôn. Nổ đâu mà nổ. Nói gì nói lại. Em ơi, lần đầu mà tiếng anh đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.